chào mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh My O'Donnell, kênh dành cho người thanh lịch hiện đại. Trước hết, mình xin tự giới thiệu, mình là Mai, giảng viên về môn nghi thức giao tiếp quốc tế. Ngày hôm nay, mình xin phép được chia sẻ về một chủ đề rất hay, đó là ba bí quyết để tạo dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng mong muốn tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp phải không nào? Mối quan hệ tốt đẹp ở đây có thể là mối quan hệ đối với sếp, đối với đối tác, đối với cấp dưới, đối với đồng nghiệp hay trong mối quan hệ cá nhân, đó chính là mối quan hệ với vợ, với chồng, với những người trong gia đình hay là với bạn bè của mình. Mình biết là ai cũng mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều đó. Có rất nhiều bí quyết các bạn ạ. Ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ ở đây ba bí quyết mà mình coi là quan trọng nhất và đã được đúc rút trong suốt một quá trình làm việc của mình trong nhiều năm qua. Mình sẽ dần dần chia sẻ các cái bí quyết khác trong các video tiếp theo, và mình mong các bạn hãy nhấn nút đăng ký hay là like cho video của mình để mình có động lực làm các video có giá trị tiếp theo, chia sẻ với mọi người nhé. Và mình xin phép được chia sẻ bí quyết đầu tiên, đó là chúng ta hãy cần biết đối thoại, cần biết cách đặt ra câu hỏi. Khi bạn muốn biết một điều gì đó, thì bạn hãy xin đối tác của mình một thời gian để có thể ngồi xuống, trao đổi thẳng thắn, đối thoại với nhau. Khi bạn có điều gì cần phải xác định rõ hơn, cần làm rõ hơn, thì bạn cũng hãy dũng cảm hỏi đối phương của mình để có một cái câu trả lời chính xác. Các bạn ạ, rất nhiều người tự suy diễn, tự suy đoán và cuối cùng thì họ đưa ra một cái sản phẩm dịch vụ không đúng với yêu cầu mà người khách hàng mong muốn. Hay có những việc mà chúng ta làm vì đối tác của mình, vì người vợ, người chồng của mình, nhưng cuối cùng đó cũng không phải là điều mà họ mong muốn, rồi dẫn đến sự thất vọng cho cả hai bên. Vì vậy các bạn ạ, có một điều cực kỳ đơn giản. Nếu mà các bạn cần muốn biết một điều gì đó thì các bạn hãy hỏi, các bạn đừng ngần ngại nhé. Muốn tìm được câu trả lời chính xác cho một việc gì đó thì hãy biết đặt câu hỏi đúng. Vâng, và bí quyết thứ hai đó là giữ được bản sắc riêng của mình. Hãy là chính mình, hãy trung thực với bản thân, với gia đình, với bạn bè, với đối tác, thì chúng ta sẽ tạo được sự tin tưởng cho họ. Hãy tự tin là chính mình. Những người khách hàng hay người sếp, đồng nghiệp hoặc là bạn bè thích chúng ta vì chúng ta là chính chúng ta chứ không phải là ai khác. Có rất là nhiều người xuất sắc hơn chúng ta ngoài kia, nhưng ai đó yêu quý chúng ta, mong muốn được làm việc với chúng ta, mong muốn được kết bạn với chúng ta là vì họ tìm thấy một đặc điểm nào đó trong tính cách của chúng ta phù hợp với họ, hay là một điểm nào đó đặc biệt trong chúng ta mà họ cảm thấy yêu quý. Vâng, điều này không có nghĩa là chúng ta không cần phải học hỏi, trau dồi kiến thức để tiến bộ. Các bạn đừng nhầm lẫn điều đó. Xã hội biến đổi không ngừng, kiến thức luôn luôn cần phải cập nhật. Chúng ta luôn luôn cần phải hoàn thiện bản thân để có thể sống tốt và sống khỏe trong môi trường mới. Tuy nhiên, song song với việc hoàn thiện và phát triển bản thân thì chúng ta hãy ý thức về việc giữ được bản sắc riêng của mình để những người xung quanh chúng ta có thể tìm thấy được ở chúng ta những điều thú vị, đặc biệt mà không lẫn với những người khác nhé. Và bây giờ chúng ta đến với bí quyết cuối cùng, cũng là bí quyết quan trọng nhất. Đó là hãy làm cho người khác phụ thuộc vào bạn, cần bạn, cũng như mang lại cho họ cảm giác là bạn rất là cần họ. Điều này tưởng chừng rất đơn giản. Có người thì cho rằng đó là điều phi lý, nhưng không đâu các bạn ạ. Hãy bình tĩnh nghe mình phân tích nhé. Hãy làm cho ai đó cần bạn. Không cần bạn phải là một người thực sự xuất sắc, giỏi giang hay có một ngoại hình đẹp hay là giàu có mới khiến cho người khác cần bạn. Bạn hãy mang đến cho người ta cái mà họ thiếu, cái mà họ cần. Ví dụ như một người khách hàng ấy, họ muốn làm việc với bạn là vì bạn có sự trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, đó là cái mà họ cần nhất. Còn có thể ngoài kia nhiều người khác còn xuất sắc, còn giỏi giang hơn bạn rất nhiều.
nhưng họ vẫn cần bạn. Họ chỉ đích danh bạn làm công việc đó cho họ. Một người chồng cần một người vợ, có thể không phải vì cô ấy là một người giỏi giang, xinh đẹp, mà cô ấy là người mang đến hơi ấm hạnh phúc của một gia đình, mà đó là cái anh ấy đang cần, hoặc cái đó là anh ấy đang thiếu. Một người bạn gái cần bạn không phải vì bạn là một người giàu có, mang đến cho cô ấy rất nhiều tiền bạc, mà là vì bạn luôn là một người lặng lẽ bên cạnh cô ấy những khi mà cô ấy cần bạn. Và đấy là những điều mà cô ấy đang thiếu trong cuộc sống. Ngoài việc làm cho người khác cần mình, thì cái việc mà tạo cho họ cảm giác là mình cần họ cũng rất là quan trọng. Trong các mối quan hệ thì luôn luôn cần cái sự tương tác hai chiều thì mới bền chặt được các bạn ạ. Các bạn ơi, hãy đừng ngần ngại bày tỏ cho khách hàng, cho đối tác, cho người sếp của mình, cho người đồng nghiệp của mình biết rằng tôi rất là trân trọng anh, tôi rất cần sự hợp tác của anh, tôi rất cần hợp đồng của anh, tôi rất cần cái công việc mà anh mang tới cho tôi. Các bạn hãy thể hiện với người chồng, người vợ, người bạn trai, bạn gái hay là người bạn của mình, những người trong gia đình của mình biết rằng là các bạn rất cần họ. Mình thấy trong thực tế ở trong cuộc sống á, thì có rất nhiều người ngại thể hiện điều này. Bởi vì họ cho rằng là nếu mà họ thể hiện rằng họ rất là cần người kia thì sẽ bị cảm giác yếu thế. Nhưng không phải đâu các bạn ạ. Ai cũng muốn được làm anh hùng, ai cũng muốn đóng vai trò là cứu giúp người khác. Cho nên khi các bạn thể hiện ra rằng là các bạn rất là cần họ, họ rất là quan trọng với các bạn, thì họ sẽ càng cố gắng và nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều điều tốt đẹp cho bạn. Và như vậy thì mối quan hệ giữa bạn với họ mới được bền chặt. Vâng ạ, chia sẻ với các bạn một câu chuyện vui vui như thế này ạ. Mỗi lần mà mình với chồng mình đi qua đường thì thỉnh thoảng chồng mình cũng quên, cũng không không nắm tay mình đi qua đường, thì mình có nói vui với chồng mình rằng là mỗi lần mà anh đi qua đường ấy thì anh hãy nhớ rằng còn có em là một người phụ nữ rất là yếu đuối cần anh che chở và dắt tay qua đường. Thế nhưng mà mỗi lần mà anh cần có những cái quyết định gì đó quan trọng thì anh không được quyết định một mình, mà anh hãy nhớ rằng còn có một người phụ nữ rất là độc lập, rất là mạnh mẽ là em đây, cần anh phải bàn bạc để trao đổi, thống nhất đưa ra một cái ý kiến chung. Vâng, vậy là mình đã chia sẻ xong ba bí quyết quan trọng để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp. Xin chúc các anh chị em và các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở các video tiếp theo nhé. Xin chào.